Câu chuyện sau kể lần đầu tiên Fire nhìn thấy tuyết rơi và được đi trượt tuyết. Chúng ta sẽ cùng xem Fire miêu tả cảm giác lần đầu trượt tuyết của cô như thế nào và cùng tìm hiểu hình thức cách dùng từ fall và thành ngữ butterflies in my stomach. Trước tiên, chúng ta hãy lắng nghe câu nói của Fire, trong đó cô sử dụng fall dưới hình thức động từ. I'd like to ski because I've never tried it before and it looks like a lot of fun. And if I do fall, hopefully it'll be in some very soft snow. Trong câu if I do fall, Fire nói về điều có thể xảy ra nên cô dùng if và dạng nguyên gốc của động từ fall. Chúng ta hãy lắng nghe xem một dạng khác của động từ fall. Learning to ski, I can honestly say, is a bit nerve-wracking, but when you learn it properly and when you have a good instructor, it's all worth it. It's so much fun. Yes, I'm just glad I haven't fallen over yet. Wow, that was pretty good. I enjoyed that. Trong câu nói trên, Fire có dùng cụm từ haven't fallen over. Chúng ta sử dụng hình thức fallen sau trợ động từ have, haven't, has and hasn't. Chú ý fall over là cụm động từ đi đôi với nhau. Chúng ta hãy lắng nghe một cụm động từ khác cùng nghĩa với fall over. I'm 6'2", so I've got a long way to fall down if I do fall down while skiing. Fall down đồng nghĩa với fall over. Nào hãy xem fair fall down hoặc fall over. I just want to get in there and do it. I've still got butterflies in my stomach, but I know I can do it. Trong câu she fell down, chúng ta dùng từ fell, hình thức quá khứ của động từ fall. I've still got butterflies in my stomach, but I know I can do it. Have butterflies in someone's stomach là một thành ngữ có nghĩa feel very nervous, tức cảm giác rất hồi hộp. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe một cách sử dụng khác của từ fall. That was my first fall. Let's try this again. Trong câu Fire nói trên, fall được sử dụng như một danh từ, my first fall, lần ngã đầu tiên của tôi. Nào hãy tiếp tục lắng nghe xem cô Fire dùng từ gì để miêu tả cảm giác của cô lúc này. Learning to ski, I can honestly say, is a bit nerve-wracking, but when you learn it properly and when you have a good instructor, it's all worth it. It's so much fun. Yes, I'm just glad I haven't fallen over yet. Cô Fire nói, I'm just glad để cho biết tâm trạng vui mừng của mình. Chúng ta dùng am hoặc I am để diễn tả cảm xúc của mình khi đang trò chuyện. Fire vui vì cô không bị ngã. Vậy cô cảm giác thế nào khi lần đầu học trượt tuyết? Learning to ski, I can honestly say, is a bit nerve-wracking. It's a bit nerve-wracking. Khi chúng ta nói điều gì, nerve-wracking, nghĩa là điều đó làm cho chúng ta hồi hộp hay có chút lo sợ. Chúng ta hãy xem Fire diễn tả tâm trạng phấn khích của cô về việc có thể xảy ra như thế nào. I am interested in finding out what it is all about. Cô nói, tôi muốn biết tất cả những gì liên quan đến trượt tuyết. Chúng ta có thể nói, we are interested doing something. Ví dụ như, I'm interested in skiing. Tôi thích trượt tuyết. Tuy nhiên, nếu chủ từ của câu không phải là người, chúng ta không dùng hình thức ed mà sẽ dùng hình thức in. Chẳng hạn nếu chủ từ trong câu là skiing, thì chúng ta sẽ nói skiing is interesting. Trong khi đó, nếu ta dùng I am, thì theo sau phải là interested. Hãy lắng nghe một từ khác với hình thức tương tự trong câu sau. But I'm pumped and I just want to get in there and do it. Trong câu I'm pumped, thì pumped là một tính từ diễn tả cảm xúc đồng nghĩa với excited, hào hứng. Hãy tiếp tục lắng nghe Fire diễn tả cảm xúc của cô trong quá khứ. Oh, I was a bit nervous, but I held it in there and just remembered the emergency position and I think I was pretty sure of myself and I hoped it looked that way. She was nervous, but she was sure of herself or was confident.
Như chúng ta thấy, để miêu tả cảm xúc, chúng ta dùng động từ to be theo hình thức I am nếu là hiện tại, hoặc I was nếu trong quá khứ. Theo sau đó là một tính từ chỉ cảm xúc như interested, nervous. Thank you.